Bé Thông, sao bé Thông nó đẹp dữ vậy trời? Trời ơi, bé Thông ơi, sao đẹp dữ vậy cô chú ơi? Thông, bé Thông, trời ơi, trời ơi, con bé Thông, khép lại, bị halo. Trời ơi, halo quá. Trời ơi, sao nó đẹp dữ vậy Quỳnh? Cho nó miếng má hồng đi, cho bé Thông miếng má hồng đi Quỳnh. Thông ơi, cho miếng má hồng nha Thông. Trời ơi, Thông ơi, Thông của ba ơi. Chị hai đang tập nhảy. Trời ơi, Thông tự không làm thôi, Thông làm mà tàn hình hết nha. Bà yêu Thông quá Thông ơi. Đỏ miếng nữa đi Quỳnh, cho môi đỏ miếng nữa mới giống bé Thông. Thông ơi, mê Thông quá, cho miếng đỏ nữa đi Quỳnh. Thông đứng dậy đi Thông, cho bé Thông đứng dậy đi Quỳnh. Đứng dậy Thông, đứng dậy Thông. Trời ơi, đi coi Thông ơi. Nãy chụp hình bé bé Thông mới này chưa vậy? Trời ơi, lát chụp cho bé Thông nha. Ê, cái quần ở trong nó bị dày quá Quỳnh ơi, nó bị xu Quỳnh ơi. Ngọc, 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 kéo quần em lên kìa. Kéo quần trong xích lên. Nhiều son nó không có đỏ. Thôi ơi, sao mà tôi cưng con bé Thông của tôi quá thiệt á. Xong chưa Ngọc ơi, Nhi ơi? Sẵn sàng chưa? Ừ, bé Thông hơi khô quá, bé Thông mà hết khô là bé Thông phải đi bơi. Đúng rồi, môi xuống dưới nó mềm, mà môi mềm nó hết khô á. Rồi vô nhảy đi nè, vô nhảy đi nè, nhảy đi. Rồi bé Thông vô nhảy nè, bé Thông nha, lấy lại phong độ cho Thông. Dạo đây Thông sụm nụ quá trời rồi. Ok bé Thông nắng nhảy với ba nha. Rồi đi vô đi bé Thông, vô đi bé Thông. Rồi nhạc tại nào vậy? Rồi xếp đắp đi. Dài quá đúng rồi, dài mới đẹp đó Thông ơi. Thông ơi đẹp lắm con. Thông ơi nay Thông đẹp lắm nha, Thông cố lên nha. Bỏ cái mặt vô. Đúng rồi, con bị tuột áo cho nên hả bộ đồ này nhường lại cho bé Thông đi. Đúng rồi, trời ơi. Sao bé Thông nó đẹp vậy cô chú ơi, có thấy là bé Thông nó đẹp hay không? Trời ơi, này cái kiểu nè, trời ơi sao mà thần thái vậy trời, đang vui đó nha, giờ đang vui đúng không? Nó đang vui đó, cái mặt nó đang vui nè, vui không con? Thấy chưa, mặt đang vui mà vẫn quạo, thấy vậy, y chang cha nó à. Ba đang vui, ba cũng mặt, ba cũng nhăn mặt kìa, Đúng rồi, ba đang vui luôn á. ừ, Quỳnh ơi, con nhỏ này mốt chắc là quyền lực Quỳnh ơi. Nó phải cỡ là ghi hụi rồi đó, gom hụi rồi đó, nhỏ này nè. Gì? Trời ơi, cái mặt này là gom hụi nè, cho vay tiền góp nè. Đúng không cô chú? Cái mặt này là một là gom hụi, hai là tiền góp, ba là cầm đồ. Chứ không thể nào mà làm cái nghề lương thiện được. Mặt nó ấy quá vậy. Trời ơi. Nó đang vui đó cô chú, mặt nó đang vui nè. Nó đang vui nè, nó đang nè, nó đang vui, nó nhìn đứng trọng nè. Nó không chớp mắt luôn kìa, giờ không chớp mắt luôn kìa. Hỏi nó không chớp luôn. Nè, buông im, em có nó chớp mắt không? Không. Ngộ ghê nè, con nó chớp mắt nè, đừng có hỏi nó.
Nè, nó không chớp mắt luôn nè, thử thách nha, không chớp luôn. Nó như con búp bê, em biết sao không? Mỗi lần em muốn nó chớp mắt, em lật nó xuống. Em bật nó xuống là cái con mắt nó sẽ chớp. Nè, nó không chớp mắt luôn nè, không chớp luôn mà. Đừng có hỏi em. Nó hỏi nó không chớp luôn kìa. Bé Thông. Bé Thông chớp mắt cho bà coi coi. Chớp coi. Ủa rồi giờ bà để mắt con mình nó không có chớp. Nó không có chớp mắt ngộ nó, ghê á. Mà mắt nó bự, con sao không chớp mắt? Hồi đó làm sao, hồi nhỏ nó làm sao, mình kể thì nghe coi. Tối sao? Tối mà nó xuống dưới bồn ngoại thấy không? Cái mà nó lên lầu ngủ, mà nó đang khóc, nó khóc ê, nó khóc mạnh lắm nha. Cái ẩm nó lên lên lầu, nó hay kịp nó nách thôi mà. Nó ập ngực nó xuống lại, ập nó xuống cái đầu tự nhiên vừa mới bước nó có hai bậc kính im ru. Nó im, nó mắt em nói, ủa gì kì, con ơi con, lần rủi ra cái nó nhắm mắt à. Em hết hồn, nó dí luôn, em niệm Phật còn chết. Cuối cùng là biết nó ngủ. Nó không biết là trợn mắt á, tối em sợ. Nó mới được 2 tháng tuổi mà tối nệm cho nó bú xong. Cái em nhìn nó, nó nhìn em. Nó nhìn em như nè. Nó nhìn em riết vậy luôn á. Em sợ lắm. Cái giờ em lắc cho nó vậy. Nó cũng không chớp mắt luôn. Mà con mắt lúc nào nó cũng vậy nè. Nè giờ nó vẫn không chớp mắt luôn nè. Rồi mấy cộng đồng mạng nó là bé Thông đó. Ôi, chớp mới chớp mắt nó một tí, nó chớp lần đó. Đó 2 lần. Ok. Ba lần. Ba lần. Nó đang bực đó. 4 lần. Trời ơi, thấy thương ghê không? Nó đẹp quá ông nội ơi. Rồi. Cộng đồng mạng kêu nó là bé Thông đó. Đẹp quá. Bé Thông ơi, bé Thông. Bé Thông ơi. Bé Thông có muốn bơi không bé Thông? Chị bé Thông bơi không? Có. Ok. Bé Thông có nhảy xong bé Thông có muốn chơi không? Ok. Bé Thông có muốn chơi ai bắt không? Ok, bé Thông. Thông đẹp dữ vậy trời. Đây được cưng á. Đây được cưng. Bà muốn làm gì bà làm, bây giờ cưng lắm. Nhảy bé Thông nhảy xong bé Thông có lên ngủ không? Ok bé Thông. Trời ơi, Thông bé đẹp. Bé Thông có quậy mẹ không? Ok. Bé Thông có thương ba mẹ không? Ờ bé Thông có thương cô chú trên mạng không? Ok. Nó mới hỏi. Tụi gì? À tụi bay tụi nó đâu hả? Tụi em hỏi gì? Gì nữa? Không phải. Tụi. Tụi bay đâu rồi? Tụi nó gì đó? Tụi hôm qua hả? Nó bắn ông nội. Bắn ông nội. Ủa ông nội vô hả? Dạ ghét. Trời ơi, ông nội thấy bé Thông chưa? Chưa. Thấy bộ này chưa? Chưa. Ông nội là trong nội coi liền. Đứng dậy con. Đi chạy bé Thông. Đi đi đi. Ông nội ơi. Hung nó cái là gặp ông nội cái đi, lẹ. Bé Thông đi. Bé Thông đi ông nội ơi. Bộ đẹp dữ vậy trời. Ừ. Nó thấy chưa? Nãy cô bên đòi lên mà đâu có chở được. Đi là quá trời. Ừ. Giống Bảo Yến đồ hồi xưa quá em. Người ta đổi tên rồi nha ông nội. Tên gì? Bé Thông. Hả? Bé Thông. Ừ. Vũ được. Ông nội không hiểu Bé Thông. Không hiểu Bé Thông đâu. Bé Thông muốn đặt tên là Bé Thông hay Bé gì? Bé gì? Ok rồi thôi nhảy đi nè, rồi thôi bye bye cô chú đi, bye bye bé Thông, bye bye cô chú đi bé Thông. Ok, hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha, bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn, cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình, anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.